Trà My hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài VOA. Tình trạng biến đổi khí hậu đã gây ra các đợt hạn hán và lục lội khắp nơi trên thế giới, phá hủy mùa màng và dấy lên những quan ngại về tình trạng an toàn lương thực trên địa cầu ngày một ấm dần lên. Các nhà nghiên cứu tại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang nghiên cứu các vụ mùa bị đe dọa và các loại cỏ dại Kết quả cho thấy, trong khi mùa màng bị tác hại nặng nề bởi biến đổi khí hậu, thì các loài cỏ dại lại có sức chịu đựng bền bỉ dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Từ nhiều năm nay, chuyên gia về sinh học thực vật Lewisiska vẫn đang so sánh loại lúa gạo được trồng cấy bình thường với loại lúa gạo đỏ mọc dại bà con của nó. Nhà nghiên cứu cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang cho trồng mỗi loại gạo đỏ trong một điều kiện nhiệt độ và mức độ carbon dioxide khác nhau. Cho đến bây giờ, loại gạo đỏ đã phát triển rất tốt trong điều kiện nhiệt độ nóng ấm hơn. Nó mọc rất nhanh và cho nhiều hạt hơn là loại lúa gạo được trồng cấy thông thường. Chúng tôi đang nghiên cứu loại lúa mọc dại để tìm một nguồn gen để độc đáo giúp chúng tôi bắt đầu cho trồng loại lúa thích ứng để vẫn cho năng suất cao trong điều kiện nhiệt độ thay đổi những căn phòng có hệ thống điều hòa môi trường giúp cho các khoa học gia kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm và mức khí CO2. Dùng những căn phòng này để trồng lúa, chúng tôi có thể điều chỉnh mức carbon dioxide ngang với mức độ của 50 năm trước. Nó cũng giúp chúng tôi có thể tăng mức này lên trong điều kiện của 50 năm tới. Phòng số 2 điều chỉnh lượng CO2 ở mức hiện thời. Những cây lúa trồng ở giữa và ở bên trái là loại lúa bình thường, còn những cây lúa trồng bên phải là giống lúa dại đang trổ bông. Trong phòng thứ 3, Chuyên gia Ziska cho biết mức CO2 cao hơn và nhiệt độ cao hơn hiện nay 2 độ. Đây là giống lúa bình thường tôi vừa nhổ lên ở đây. Nó là một nhánh đang trổ bông và kết hạt của loại lúa bình thường ta vẫn trồng. Đây là một chùm nữa trong điều kiện y hệt như thế, nhưng là giống lúa dài. Và quý vị thấy là lúa dài trổ bông và cho hạt nhiều như thế nào. Và căn phòng số 4 được điều chỉnh nhiệt độ cao hơn hiện nay 4 độ, sao cho giống như các điều kiện mà các khoa học gia cho rằng trái đất sẽ ở trong tình trạng như thế trong vòng từ 30 đến 50 năm nữa. Và một lần nữa, giống lúa dạy mọc tốt hơn, còn loại lúa bình thường thì lại xa sút rõ rệt. Nó có khuynh hướng teo lại, hoa và phấn hoa càng cỗi đi ở nhiệt độ cao hơn. Thân cây lúa trông được, nhưng có điều là cây lúa không sinh hạt nữa. Ông Zuska giải thích rằng loại lúa gạo bình thường không thể chịu đựng những điều kiện khí hậu thay đổi rộng lớn mà loại lúa gạo đỏ, một loại lúa được đem trồng trong điều kiện như thế lại phát triển tốt. Điều quan trọng hơn, ông cho biết, hầu hết các loại ngũ cốc đều có một giống tương đương mọc dại trong thiên nhiên. Chúng tôi đang làm điều mà thiên nhiên vẫn làm, đó là chọn ra một bộ gen tốt nhất. Nhưng trong trường hợp này, bộ gen tốt nhất lại có thể thích ứng được trong một loạt những điều kiện rộng rãi, thay vì chỉ thích ứng được trong những điều kiện hết sức càng hẹp. Theo Bộ Nông nghiệp, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ là những nước sản xuất gạo hàng đầu trên thế giới với bốn loại gạo chính được mua bán trên toàn cầu. Chuyên gia Jessica cho hay, nhiều người trên thế giới vẫn ăn cơm hàng ngày và nhiều người kiếm sống bằng lúa gạo. Trong khoảng từ 2 đến 3 tỷ người, gạo là loại ngũ cốc chính quan trọng nhất thế giới. Khoa học gia Lewis Ziska hy vọng rằng sản xuất được hạt giống lúa dại để cung cấp cho nông gia trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa. Ông vẫn còn cần phải nghiên cứu giống lúa gạo đỏ trong điều kiện hạn hán và lụt lội nghiêm trọng. Ông tin là trong vài chục năm nữa, giống lúa này sẽ nuôi ăn cho một thế giới phải đối phó với những điều kiện khí hậu cực kỳ bất chắc. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài VOA. Để theo dõi những video tin tức thời sự khắp nơi trên thế giới và những video phóng sự, xin mời quý vị thường xuyên truy cập vào trang web www.voa.com, trang Facebook và trang Youtube của VOA Việt Ngữ. Và xin quý vị đừng quên giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.